Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sapa, tính từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 âm lịch, thị xã đã đón trên 28.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Con số này sẽ tăng lên khoảng 100.000 lượt khi kết thúc kỳ nghỉ Tết năm nay. Dự kiến lượng khách đến với Sapa đông nhất là trong thời gian từ mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch. Để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của du khách, các nhà hàng, cơ sở lưu trú đều mở cửa đón khách từ rất sớm. Ngoài ra, từ trước Tết, các phòng ban của thị xã đã ký cam kết với các đơn vị dịch vụ không tăng ép giá du khách. Với số lượng du khách tăng cao, các lực lượng chức năng của thị xã vẫn đang tích cực thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2023, thị xã Sapa sẽ đón từ 80.000 đến 100.000 lượt du khách.